Bây giờ mình đang đứng trước mộ của anh Long hả mọi người. Thì thầy cô hồi tối là thức trắng đêm không có ngủ được ha mọi người. Vì thầy cô coi những cái video của Lợi Nguyễn ha. Thì mình cũng mong mọi người đừng có nói gì xúc phạm tới thầy cô nữa. Người ta là một nhà giáo thì cũng lớn tuổi rồi. Thì mình cũng mong mọi người và các bạn ha, thì cũng đừng có nói gì những lời cay đắng cho thầy cô buồn nữa. Thầy cô là nói với mình, chia sẻ với mình hồi tối là thầy cô lại thức trắng đêm không ngủ được luôn đó. Tại vì rất là đau lòng khi con mình mất xong rồi. Rồi bây giờ cộng đồng mạng nói này nói kia nữa. Nhưng mà thầy cô đâu có làm gì có lỗi đâu. Phải không? Mọi người nghĩ rồi, thầy cô đâu làm gì có lỗi đâu. Lớp con mắt rồi lớp bị cộng đồng mạng nói này nói kia nữa, thì mình mong mọi người thì đừng có nói về thầy cô nữa, để cho thầy cô được thoải mái trong lòng mà lấy lại sự vui vẻ mà không có đau buồn nữa ha mọi người. Thì bây giờ hiện giờ mình đang ở trước mộ của anh Long nè, khói nhang lên mình ngút rồi. Thì mình cũng nói này thì cũng có vong hồn của anh Long đây ha, thì anh Long nghe giùm hiểu cho ba mẹ của anh Long ha. Ba mẹ của anh thì đang bây giờ bị cộng đồng mạng nói xấu nói này nói kia quá trời nhiều. Thì anh cũng có linh thiêng gì anh về anh hộ độ cho ba mẹ của anh ha. Để cộng đồng mạng bớt nói lại và cho ba mẹ anh bớt khổ. Rồi Minh Tăng xin chào mọi người ha. Mình nói ngắn gọn thôi, không có nói nhiều. Thầy cô đêm hôm là thức trắng đêm nữa, không ngủ được rồi. Dỡ miếng này ra. Rồi để vô. Chắc đây quá hay gì nè, có cái đường đó này nè. Không có, bữa hôm gỡ nguyên miếng bự này ra luôn. Hay khổ rồi. Giờ là trở thành cho mẹ rồi còn mày hay. Nhà cô gần đây hả? Không, mà đám đưa thầy có gì để ta có lên không? Có ha. Cô nào nói chuyện về anh Long không? Không, không có nói chuyện với nó, nhưng mà nó đúng quê cô ở đây, rồi nó ở đây biết vậy đó. Dạ. Hậu vậy nó làm vườn đây cũng gặp nó lên xuống nè. Dạ, thấy gì lưu đi quả vậy? Thấy mình nói đúng ra nghe là cô già rồi, cô không có mê ca hát biết không? Dạ. Nhưng mà cô thấy nó còn cũng nhỏ mà nó ra người thiên cổ hơi sớm, mình thấy mình cũng đau, phải dạ, không? Dạ. Bởi mấy người mà được hay đi sớm lắm mày ơi. Dạ. Chứ không thấy hai vợ nó thấy cũng tội nghiệp. Dạ. Cô có Hường nói chuyện với ba mẹ anh Long không? Không, cô một trời tối mà lo làm ăn có đi đâu con. Dạ. Cô ở gần đây nè, ở đằng Đình này lại này chứ không? Dạ. Dù sớm liền thấy hoàn cảnh đau thương biết không? Dạ. Nó đầu bạc mà chuyển đầu xanh. Dạ. Thấy người khổ không? Dạ. Cái rất là ai cũng xúc động luôn hả cô? Ừ, thấy hoàn cảnh đau thương. Hồi bữa cô ở đây coi lâu không? Lâu, bữa nó đem hài cốt về coi lâu chứ. Coi tới chừng hủ cốt nó vô trong cây tháp luôn mới về. Dạ. Địch trai chứ mà tướng này đâu phải tướng chết yếu vậy. Dạ. Tại cái số gì hay gì? Nó đúng rồi nghe, cái mặt với cái tướng là thấy là tốt á. Mà sao kỳ cục tao không? Nó chứ thà là chết mà trông. Dạ. Thiêu không kịp. Mình cho bùi thấy đau quá. Cô nói chuyện khóc cho nó nè. Cô năm nay con sao? Tết này sao làm rồi? Cô ở đây luôn. À đây. Để mình cháu đi nhảy cho nhảy tọt theo đi. Cô có tiếp xúc với anh Long rồi nè chị con? Không, bởi vì
nó ở, nó đi ha, cô ở nhà cô bán buôn bán rồi, cô có ngay nhà có gì đâu đâu. Nhưng mà ngày nó về nó làm vườn đây, cô thấy nó qua lại biết thì nó đúng tình lố xóm. Nhưng mà tao già nhà nó đi ca đi hát hoài, nó có ở nhà đâu nói chuyện. Thấy lố xóm gì thấy cũng tội nghiệp. Tối ngày đi ca hát rồi đi về đó, kiếm tiền về đó nó ham rồi, vừa ngoài hè này dữ lắm nè. Cái cơ cô vườn sinh thái là cái tâm huyết của anh Long. Đúng rồi, nhưng mà theo ý nguyện của nó là nó để còn trẻ đi tung tăng thời gian rồi về nó chịu hình, là theo ý nó là vậy nha. Ủa vậy là hàng bà đâu? Vậy hả? Cái đó là cho nghệ sĩ gì dính hả nè? Mình thấy là đau thương tới đây thăm Duy Hân nữa nè. À, giờ mấy vị trên nói về có buổi rồi á. Được đem về đây cũng là hên á. Đem về cho cốt qua chứ không bằng đem về cái mà điều giờ dịch không có đem cái người về được. Đem cho cốt về gì cũng hên là sợ để bỏ ở ngoài đem về không được mấy bà. Nằm gần nội bà nội thằng à. Không, đúng rồi, nó cũng có phần. Nó rất là có phần. Ủa được, nó có 15 công vườn, công vườn này là 15 công ha. 20 công gì lắm. 20 công gì lắm. 30 công gì đó. Nó sửa sạn làm mà khu sinh thái gì đó. Đang làm nữa chứ. Nghe nói là 20 mấy 30 công đó là của ông bà để lại cho ba mẹ anh Long. Thì cái đó thì không làm, nhưng mà biết là nó sẽ sẵn về nó làm gì thôi. Anh làm không vậy đó. Anh làm gì, ông làm nói chừng là ông gian dở, ông làm nhưng hết tiền. đi kiếm mớ nữa. Nói chung là đất vườn thì trong gia đình của ba mẹ anh Long. Cách vậy quá hả con? Chứ ở đây đâu ai bán đâu mua. Của ông bà. Đất cô... nhiều lắm nha. Đất của ông nội của anh Long hồi xưa là tên ông Ba Thạnh, khu này đất dữ lắm đó, nguyên vườn gián đây, vườn xài bên kia, vườn mặn rồi thì đất sửa, của gia đình từ hồi xưa giờ. Thì nói đúng ra nhiều đất dữ lắm. Cái cụ chợ ông bà là giàu đó. Giàu, xưa dài dài mấy câu này nè, cô gì chú quách không nè. Mà anh em nghệ sĩ đồ cũng có cái tâm về thăm với ai đây. Như cái ống cũng mới bằng đây ha ấy. Mặn là lúc làm mộ rồi luôn nè. Cái này cũng mới tráng luôn. Tráng luôn. Thì ông nội bà nội cũng được cháo thơm thì ông nội bà nội cũng hưởng đây. Qua đây quay bà đứa bà khóc bà ca đó đó. Bà, bà mộ, nghe nói là không biết mặt. Không đùa, lúc nó ca nổi tiếng đó rồi bà thích rồi giờ nghe nó mất qua đốt ngay nhang rồi khóc vậy chưa thấy mặt ngoài trời. Ừ, nó dừng nó duyên chứ. Hương dữ lắm nhiều. Hả? Người ta hương anh Long dữ lắm nhiều. Ừ. Nói mến mộ nó ca rồi giờ nó mất rồi qua đốt ngay nhang đứng khóc vậy chứ không nào chưa thấy mặt. Hả? Dạ thôi, cô về con. Dạ. Thăm chút về quẩn lên nữa. Dạ.